Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hằng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Noi Gương Người Lãnh Đạo, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 từ câu 23 đến chương 11 câu 1. Mọi sự đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác. Tất cả những gì bán ở hàng thịt, anh em cứ ăn. Đừng vì lương tâm mà thắc mắc, vì quả đất và mọi vật chứa trong đó đều thuộc về Chúa. Nếu có người không tin Chúa mời anh em, và anh em muốn đi, thì cứ ăn tất cả những gì họ dọn ra. Đừng vì lương tâm mà thắc mắc. Nhưng nếu có ai nói với anh em rằng vật này đã cúng, thì đừng ăn, vì người ấy đã báo tin cho anh em và vì lương tâm nữa. Tôi không nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người ấy. Vì tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét đoán? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, thì tại sao tôi lại bị trách cứ về bữa ăn mà tôi đã tạ ơn? Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái hay người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu. Hãy noi gương tôi như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 1. Hãy noi gương tôi như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy. Không cần lời nói, chỉ cần âm nhạc và động tác. Trong buổi marathon Zumba kéo dài 24 giờ giữa đại dịch Covid-19, hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau tập luyện và làm theo các hướng dẫn viên từ Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Mỹ, Nam Phi, một số khu vực ở châu Âu và nhiều nơi khác. Những cá nhân khác biệt này tập luyện cùng nhau mà không gặp bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào. Tại sao? Vì những người hướng dẫn bài tập này rất yêu thích Zumba. Điệu nhảy được ra đời vào giữa những năm 1990 bởi một huấn luyện viên thể dục nhịp điệu người Colombia, dùng dấu hiệu phi ngôn ngữ để giao tiếp. Giáo viên hướng dẫn các động tác cho lớp và học viên làm theo. Mọi người thực hiện mà không cần lời chỉ dẫn nào. Lời nói đôi khi tạo ra rào cản. Chúng có thể gây khó hiểu như vấn đề mà Hội Thánh Cô-rinh-tô đã gặp phải, được ghi lại trong bức thư đầu tiên của Phao-lô gửi cho họ. Sự lộn xộn xảy ra do khác quan điểm về những vấn đề gây tranh cãi liên quan đến việc ăn một số loại thức ăn. Nhưng hành động của chúng ta có thể vượt qua các rào cản và sự hiểu lầm. Như Phao-lô nói trong phân đoạn hôm nay, chúng ta nên bày tỏ cho mọi người cách noi gương Chúa Giê-xu qua hành động của mình, tìm kiếm điều lợi cho nhiều người. Chúng ta mời gọi thế giới tin nhận Chúa khi chúng ta noi gương Đấng Christ. Như cậu nói, hãy trao giảng phúc âm mọi lúc, hãy sử dụng lời nói khi cần thiết. Khi chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Chúa Giê-xu, nguyện Ngài hướng dẫn hành động của chúng ta để đưa người khác đến với đức tin nơi Ngài. Nguyện lời nói và hành động của chúng ta vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Bạn đang cho người khác thấy những dấu hiệu đức tin phi ngôn ngữ nào qua hành động của mình? Làm thế nào để mọi người có thể nhìn thấy Đấng Christ qua lời nói và hành động của bạn? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha, cảm ơn Ngài về tấm gương của Chúa Giê-xu. Xin chỉ cho con cách noi gương Ngài trong lời nói và hành động mỗi ngày. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hằng Ngày.